Top 3 công ty có phiếu bình chọn cao nhất. 1. Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội tự hào vì năm 2020 là công ty trên 100 tỷ đầu tiên cán đích và hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh 2020. Xác lập kỷ lục 184 tỷ doanh thu khai thác mới, trở thành công ty hoàn thành mục tiêu cao nhất hệ thống. Luôn là cánh chim đầu đàn, Hà Nội như một cơn lốc đập tan mọi thử thách của đại dịch Covid-19, góp phần quan trọng đưa hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ giữ vững vị thế số 1 trên thị trường. Bứt phá mạnh mẽ, nỗ lực hết mình, khát khao chinh phục, Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội tự hào khi sở hữu lực lượng sao Việt kim cương nhiều nhất hệ thống. Công ty có số lượng hợp đồng triệu đô nhiều nhất hệ thống. Nằm trong top 3 công ty có phiếu bình chọn cao nhất 2020 là minh chứng tuyệt vời và xứng đáng cho sự nỗ lực, đồng lòng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, trưởng ban, trưởng nhóm tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. Là niềm tự hào để các chiến binh Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội vượt lên kỷ lục của chính mình, chào đón Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội tròn tuổi 25. 2. Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình. Nằm trên vùng đất lúa chiêm trũng, Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình là công ty trên 100 tỷ, luôn về đích sớm trong những năm gần đây. Năm 2020, Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình trở thành hiện tượng của năm khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh chỉ trong 10 tháng 26 ngày. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Trịnh Hồng Minh, các chiến binh quê lúa đã đoàn kết sáng tạo vượt lên mọi hoàn cảnh, dẫn đầu hệ thống vì tỷ lệ chốt hợp đồng qua Zoom, đi đầu và lan tỏa phong trào hội nghị khách hàng trực tuyến. Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ trong năm 2020. Thành tích top 3 công ty có số phiếu bình chọn cao nhất hệ thống là món quà tinh thần quý giá để các chiến binh Bảo Việt Nhân Thọ Thái Bình tiếp tục tiên phong trong top câu lạc bộ các công ty triệu đô. 3. Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai. Dẫn đầu khu vực phía Nam về doanh thu khai thác mới, dẫn đầu toàn quốc về số lượng tư vấn viên xuất sắc nhất hệ thống, tư vấn viên sao Việt, dẫn đầu toàn hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ về số lượng hội nghị VIP. Không chỉ thuộc top công ty dẫn đầu về những thành tích kinh doanh, mà Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai còn tự hào đi đầu và lan tỏa những cách làm hay, những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong thời điểm tất cả các công ty phải đối diện với khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai luôn là đơn vị tiên phong trong mọi hoạt động chung, hoạt động hợp lực, tích cực tham gia các chương trình hội nghị khách hàng cấp tổng công ty. Xin chúc mừng tập thể Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai lọt vào top 3 công ty có số phiếu bình chọn cao nhất 2020.